Mất tiền mà không thấy gì, anh em biết là gì không? Ấy, mất tiền mà không nhìn thấy gì nhá. Anh em biết là gì không? Đấy là bộ PPF nội thất cho xe ô tô đây. Dán xong như chưa dán. Đấy, đây là một chiếc xe Mazda 3. Xe này là bên mình vừa tiến hành dán PPF bảo vệ nội thất xong. Nhưng mà anh em nhìn đấy, các cái chi tiết bóng đấy, dán xong như chưa dán luôn. Đây, như trên này. Về cái độ thẩm mỹ thì nói thật là như zin, quá đẹp. Nó sẽ có một cái file PPF cắt riêng, cắt CNC dành cho mỗi dòng xe. Và tác dụng của bộ PPF này là khi mà anh em dán lên các cái chi tiết bóng này thì nó sẽ bảo vệ các vết xước, nhất là cái dòng Mazda như cái dòng này, Mazda 3 này, CX-5 này. Thì sau một thời gian anh em sử dụng ấy, các cái chi tiết ở đây anh em va chạm quyệt vào nó rất là dễ xước. Thì cái giải pháp ở đây đó là anh em sẽ dán một bộ PPF như thế này. Đây, các cái chi tiết lên xuống chỗ cánh cửa đây. Đây này, cái này cũng dán rồi nhá. Đấy, và cái đặc điểm, ưu điểm của PPF này ấy, đó là nó có cái tính năng tự phục hồi vết xước. Anh em khi dán đây, khi mà anh em xước nhẹ va chạm quyệt vào đây, xước nó sẽ tự động nó tự phục hồi vết xước. Đó, cái hay của PPF và cái độ thẩm mỹ nó rất là cao nhá. Anh em mà đang sử dụng các dòng xe Mazda hoặc là những cái dòng xe khác có các chi tiết bóng trên xe mà hay bị xước thì anh em tham khảo dán ngay những cái bộ PPF như này, và giá cả rất là hợp lý anh em nhá.